Tên là Phú Văn Luận ở Vũ Tranh, Vũng Lao, Bắc Giang. Cũng là trước đây anh đến cấy hồ đen đấy, để mới để cắm răng ấy, thì anh vừa rồi anh nhổ cái răng số 8 ấy, thì là nó bị nghiêng vào cái răng số 7, hôm nay phải ra hàn ở cái răng số 7 vào. Cái số 7 thì không nghe ảnh hưởng gì, cũng sợ là sau này nó hỏng một cái răng số 7 ấy, thì mình phải hàn trước nó vào ấy. Nói chung là anh chưa cắm răng, chỉ chôn chân thôi, nhưng nói chung là không đau mà dễ chịu hơn nhiều. Trước đi ăn xong là chỉ ngồi xỉa răng thôi, nhưng mà có chuyện bây giờ thấy nó thoải mái nhiều. Nói chung là các bác sĩ ở đây là, nói chung là đội ngũ bác sĩ này, ai mỗi lần anh làm một người, nhưng nói chung là lần nào cũng thấy về là cũng thấy yên tâm mà không đau nữa gì cả. Tức là thực ra mà nói là lúc răng lợi mà lúc ngày xưa cả bây giờ nhiều người cũng không để ý, mình chẳng bao để ý. Nhưng đơn giản như là cái răng số 8 mình, người ta cứ bảo nhau đi nhổ răng khôn, mình vẫn cứ nói đùa bảo lại còn có răng khôn nữa. Còn đến khi ra đây bắt đầu mới biết được là cái răng số 8 nó chẳng có tác dụng gì cả. Nó chèn vào cái răng số 7 là giờ mình phải chữa oan cái răng số 7 này. Giá nhổ trước cái răng số 8 đi thì có phải là không bao giờ phải nhổ răng số 7 không? Tại vì mình không ai nói, không ai biết.